Kính chào quý vị khán giả. Tây Nguyên và Nam Bộ đều đang trong những ngày nóng cao điểm của mùa khô. Sang ngày mai thì cả hai khu vực này đều nắng ráo, nhiệt độ ở Tây Nguyên là 32-34 độ, còn Nam Bộ thì nhiều nơi nắng nóng 35-37 độ. Cục Kiểm Lâm cảnh báo hiện nhiều diện tích rừng ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau đều đang nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5, tức là cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết bất lợi chỉ sơ suất nhỏ như là đốt rác, vứt tàn thuốc có thể khiến cháy rừng bùng phát, lan rộng. Ngoài gây thiệt hại các diện tích rừng thì bụi than dễ bám vào đường dây truyền tải điện gây mất an toàn hành lang lưới điện quốc gia. Vì thế, bà con tuyệt đối không dùng lửa trong rừng và cả ở bìa rừng. Chuyển sang thời tiết miền Trung, dự báo ngày mai các thành phố Phan Thiết trở ra Đà Nẵng có nơi có nắng, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 33 độ. Từ Thanh Hóa trở ra đến Huế thì nhiều mây và tăng nhiệt lên khoảng 25 đến 29 độ. Miền Bắc ngày mai buổi sáng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Đến trưa chiều trời tạnh ráo và ấm dần lên, nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn hôm nay khoảng 3 đến 5 độ. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn giao động từ 21 đến 25 độ. Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên Phủ thì có nắng 26-28 độ. Trên biển, dự báo ngày mai, vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, có nắng, gió là cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.